chào toàn thể quý vị thân mến, một ca khúc rất là tuyệt vời phải không quý vị? Một lần nữa xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật to và thật dài dành cho các thiếu nữ đến từ trung tâm văn hóa tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn các quý vị rất là nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị, tiếp theo chương trình mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức ca khúc Ấm Tình Quê Bác có phần thể hiện của Mai Lan cùng Tốt Múa. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức.